em luôn luôn tự tin vào cái khả năng mình đã tập luyện và chuẩn bị từ trước. Ở dưới thì rất là bần dấn, nhưng mà khi mà bước lên tháp Midorizama thì cái cảm giác hồi hộp nó vẫn rất là nhiều. Hy vọng là sẽ có được thành tích tốt. Yeah! Tôi sẽ cố gắng chinh phục đỉnh cao này. Cố lên em ơi! Bắt đầu! Lên rồi! Vâng, rất nhanh thưa quý vị, rất nhanh! Chúng ta đang nhìn thấy Lê Văn Thực của mùa thứ hai. Vâng, rất nhanh đến với sợi dây rồi. Bây giờ là 12m cuối cùng, 12m cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem. Rất nhiều người biết rằng Lê Văn Thực không thể vượt qua vòng 1 để đến với phòng thi cá nhân và leo tháp. Hãy cùng xem, hết chưa? Có vẻ như đến rồi. Vâng, chúng ta có thể khẳng định là thành tích năm nay của Lê Văn Thực đã tốt hơn năm trước. Thời gian còn lại của Lê Văn Thực là 8 giây 64. Lê Văn Thực đã rút ngắn được thành tích của mình, thật là tuyệt vời.